Văn học xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Văn học trong thời gian qua. Vừa qua công việc cũng khá nhiều nên nay Văn học mới cập nhật đến quý vị những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị đã xem, vào tháng 6 2020, Văn học có cập nhật tới quý vị cái tiến độ của cầu Thủ Thiêm 2 và dự đoán cầu này không thể hợp long vào tháng 9 2020 này. Và bây giờ, thông tin mới nhất là cầu này đã ngừng xây luôn. Để thông tin với báo chí về nguyên nhân dự án cầu Thủ Thiêm 2 bị ngừng thi công, đại diện công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, chủ đầu tư cho biết, phía quận 1 đã hoàn thành thi công kết cấu dầm từ Nguyễn Trung Ngạn đến ngã cua Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên, do nhịp cuối của cầu dẫn tuyến vướng đến giải phóng mặt bằng tại đất Ba Son nên không thể tổ chức thi công tiếp được. Đồng thời, mặt bằng trống để thực hiện cho nhánh N1 và N2 vẫn chưa được giao. Nhịp cuối của cầu Thủ Thiêm 2 nối với quận 2 để hợp lòng cũng vướng giải phóng mặt bằng. Theo phía chủ đầu tư, thì cuối tháng 7 2020 vừa qua, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ bàn giao mặt bằng trống cho nhà đầu tư thi công trước ngày 10 tháng 9, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao. Về tổng khối lượng của công việc đã thực hiện tại dự án đến nay ước đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, theo báo cáo kiểm toán, phía chủ đầu tư vẫn chưa được xác nhận khối lượng và giá trị để thực hiện việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, việc chậm thanh toán có thể dẫn đến phát sinh chi phí của dự án theo quy định của hợp đồng đã ký kết, dẫn đến tiến độ thi công hoàn thành dự án sẽ bị kéo dài. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cho hay hiện phần hạng mục chính của nhịp cầu văng phía quận 2 đã thi công hoàn thành toàn bộ kết cấu dầm, bê tông, cốt thép. Kết cấu trụ S2 giữa sông đã thi công được 27 trên 34 đốt trụ tháp. Nhịp dầm thép băng qua sông Sài Gòn cũng đã thi công 11 trên 17. Phần vật tư cáp dây văng được xem là phần hồn của dự án. Nhà đầu tư đã cho nhập 100% khối lượng từ châu Âu về tới công trường. Đến nay, công tác thi công cáp văng dây đã đạt 36 trên 56 bó cáp. Trước đó, vào cuối tháng 7, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thì thành phố đã chấp nhận chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đến ngày 9 tháng 9 2021. Vậy là kế hoạch hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 này đã dời thêm 1 năm. Về dự án cầu Thủ Thiêm 2 thì có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài 1.465m, trong đó thành phần cầu dài là 885m được thiết kế làm cầu văng với trụ tháp chính có hình dạng kiến trúc cầu rồng cao 113m nghiêng về phía Thủ Thiêm, sẽ là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật thì cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và ban đêm. Dự án có tổng vốn mức đầu tư là 4.260 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và tư vấn chiếm 2.283 tỷ đồng, chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật và đền bù giải tỏa là 308 tỷ đồng, và chi phí dự phòng khối lượng, dự phòng thay đổi mức lương đó là 491 tỷ đồng. Chi phí dự phòng và trượt giá lãi vay là 1.117 tỷ đồng. Để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án cầu Thủ Thiêm 2, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao cho công ty Đại Quang Minh 13,6 ha đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm để thực hiện các dự án khác theo cơ chế thực hiện đồng thời với dự án. Theo dự kiến, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được hoàn thành và thông xe vào tháng 11-2020, nhưng do vướng mắc về mặt bằng khiến dự án nhiều lần lùi tiến độ, và lần gần đây nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 9-2021. Việc di dời và hoàn thành này lại làm cho những con tim tin và yêu thêm chờ đợi nữa, và giao thông khu vực này sẽ rất lộn xộn. Và mời quý vị cùng xem những hình ảnh mới nhất của cầu Thủ Thiêm 2. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem qua video này. Phía cuối video sẽ có rất nhiều video khác, đó chính là cơ hội đầu tư sinh lời. Quý vị có thể tham khảo thêm nhé. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well
baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.